hè đã đến, bắt đầu bước vào các đợt cao điểm của nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời tại một số nơi đã lên đến hơn 40 độ C, làm cho nhiều người khó chịu khi lên xe, ảnh hưởng đến sức khỏe trong quá trình sử dụng ô tô dưới trời nắng nóng. Trong bối cảnh đó, giá phích bên Nhật là một giải pháp hiệu quả được khuyên dùng khi sử dụng ô tô. Chắc hẳn nhiều bạn đi xe ô tô đều đã gặp phải các hiện tượng như sau. Nắng nóng kéo dài khiến cho nhiều lái xe cảm giác khó chịu vì cảm giác rát tay khi bị nắng nóng trực tiếp chiếu vào. Nhất là với các chị em phụ nữ thì còn ảnh hưởng đến làn da do các tia tử ngoại, tia cực tím chiếu vào da tay, khiến cho làn da trở lên đen, sạm, nhám, lâu dài còn gây tổn thương, lão hóa và ung thư da. Mắt thường xuyên phải điều tiết gây mỏi mắt, khó chịu, đau đầu. Vừa ra khỏi xe một lát, quay lại xe thì bên trong xe đã trở nên rất là oi nóng, nội thất xe thì nhanh bị bạc màu, các phần da thì bị xuống cấp. Đừng lo lắng, KingRap mang đến cho các bạn một giải pháp hiệu quả, đó chính là dán phích cách nhiệt cho xe ô tô. Các dòng phim cách nhiệt chính hãng có các chỉ số cản tia hồng ngoại, tia cực tím từ 90 đến 99%, giúp cho lái xe không còn cảm giác bị rát tay khi có ánh nắng chiếu vào, giảm thiểu tối đa nguy cơ gây tổn thương, lão hóa và ung thư da. Do cách nhiệt với môi trường bên ngoài hiệu quả nên điều hòa ô tô chỉ cần chạy với một mức vừa phải, giúp cho xe tiết kiệm nhiên liệu. Để xe ngoài trời nắng nóng thì cũng không lo ngại ghế ngồi, nội thất nóng lên, tác động xấu cho người sử dụng. KingRap hiện nay đang là đại lý phân phối phim cách nhiệt chính hãng Classic, một nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới bởi chất lượng và hiệu quả mà nó đem lại cho người tiêu dùng. Sản phẩm được thiết kế và sản xuất theo công nghệ nano tiên tiến, nhờ đó có khả năng ngăn chặn các tia cực hại như hồng ngoại, tia cực tím, tia UV, giúp bảo vệ sức khỏe người dùng cũng như là nội thất xe, giúp cho khoang nội thất xe luôn được mát mẻ, thoáng đãng. Còn chần chờ gì nữa, ngay lúc này hãy comment hoặc inbox ngay để được các chuyên viên KingRap hỗ trợ tư vấn hoàn toàn miễn phí. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video chia sẻ tiếp theo.